إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا الحمد لله chúng ta tạ ơn Allah Subhanahu wa Ta'ala đã cho chúng ta còn hơi thở, còn được tiếp tục con đường tìm hiểu Islam. Alhamdulillah, ngày hôm nay chúng ta đã đến được với chúng ta đã xong chương 174. Thì ngày hôm nay, inshallah, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu các chương tiếp theo của Kitab Riyad al-Salihin. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu 4 chương, từ chương 175 đến chương 179, inshallah. Thì mỗi một chương hình như là có một hadith duy nhất, chỉ có chương 179 là chúng ta gồm hai hadith. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với chương 175, khuyến khích người đi đường quay về nhà sớm sau khi đã xong việc. Thì đây là hadith theo số thứ tự của kitab, đó là hadith 975. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: As-safar qit'atun min al-adhab yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu fa idha qada nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói với ý nghĩa rằng đi đường as-safar, cuộc đi đường xa là một cực hình, bởi vì nó gây khó khăn cho người đi đường về thức ăn, thức uống và giấc ngủ. Vì vậy, khi ai đó trong các ngươi đã hoàn thành mục đích của cuộc hành trình, thì y nên nhanh chóng trở về nhà. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ Hadith: cuộc hành trình hay là chuyến đi xa, hay là một cuộc chuyến đi đường xa, được coi là một cực hình, bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất, một người phải rời xa gia đình, người thân và bạn bè của mình. Thứ hai là anh ta cũng phải chịu đựng những khó khăn và căng thẳng của cuộc hành trình. Do đó, anh ta nên trở về nhà sớm khi đã đạt được cái mục tiêu của cuộc hành trình. Chương 176, khuyến khích người đi đường quay về nhà vào ban ngày. Hadith 976, ông Jabir radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Idha atala ahadukum al-ghaiba fala yatruk ahlahu laylan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói khi ai đó trong các ngươi ở xa gia đình trong một thời gian dài, anh ta không nên làm gia đình của mình ngạc nhiên vào ban đêm. Hadith do Bukhari ghi lại. Thì trong một lời dẫn khác, thì ông Jabir radhiyallahu anhu nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam thường không trở về nhà vào ban đêm. Người thường về nhà vào buổi sáng hoặc vào buổi chiều. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ Hadith: khi ai đó trở về sau một cuộc hành trình vào ban đêm, thì anh ta nên tránh tham gia cùng gia đình của mình. Nhưng hành động không mong muốn này trong Sharia chỉ có hiệu lực đối với trường hợp là anh ta về nhà mà không thông báo cho gia đình. Gia đình ở đây có nghĩa là vợ. Tuy nhiên, không có gì sai khi trở về nhà với thông báo trước. Và thông thường, việc một người về đến nhà vào ban đêm sẽ được coi là điều không mong muốn. Nhưng người ta có thể làm như vậy nếu cần thiết. Thì Hadith chỉ khuyên chúng ta là khi chúng ta trở về, có nghĩa là chúng ta nên thông báo cho gia đình. Và chúng ta nên về vào ban ngày tốt nhất. Còn nếu chúng ta thực sự cần thiết thì việc vào ban đêm cũng không sao cả.
chương 177, lời dua khi trở về và khi nhìn thấy xứ nhà. Hadith 977, ông Anas bin Malik radiyallahu anhu thuật lại: chúng tôi trở về cùng với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam từ một cuộc hành trình, từ một chuyến đi. Khi chúng tôi vào vùng ngoại ô của Medina, thì người sallallahu alaihi wasallam nói: a jibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Bầy tôi đang trở về an toàn, bầy tôi sám hối, thờ phượng và ca ngợi Thượng Đế cái bầy tôi. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam tiếp tục lặp lại những cái lời này cho đến khi chúng tôi vào Medina. Đó là lời thuật của ông Ibn Abbas, của Anas bin Malik radiyallahu anhu. Bài học từ Hadith: khi một người trở về từ một cuộc hành trình và nhìn thấy thị trấn của mình, thấy cái xứ sở của mình, thì anh ta nên bắt đầu đọc lời dua được đề cập trong Hadith cho đến khi anh ta vào thành phố. Những lời này bày tỏ lòng biết ơn đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala và vì Ngài đã cho chúng ta cho chúng ta trở về quê hương an toàn, một an toàn, và cũng là một sự bày tỏ sự ăn năn vâng lời và quyết tâm thờ phượng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chương 178: khuyến khích vào masjid gần nhà khi trở về từ một chuyến hành trình để thực hiện hai rực ác chào masjid. Hadith 978, ông Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu thuật lại, ông nói: bất cứ khi nào thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam trở về sau một cuộc hành trình, người sẽ đi thẳng đến masjid và thực hiện hai rực ác lễ nguyện salat tự nguyện. Bài học từ Hadith đó là việc thực hiện hai rực'a lễ nguyện salat tự nguyện sunnah là sự thể hiện lòng biết ơn đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala vì sự trở lại an toàn. Thì đây là việc làm sunnah khuyến khích người tín đồ thực hiện nếu không gặp sự khó khăn và trở ngại như vậy. Khi ai đó trong chúng ta trở về từ một chuyến đi, nếu như chúng ta có một masjid ở gần nhà, thì chúng ta nên thực hiện một cái điều gì làm sunnah này, đó là chúng ta hãy vào masjid, chúng ta hãy salat sunnah hai rực'a để làm theo đường lối của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Để Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta nhiều ân phước. Chương 179. Chương này chúng ta sẽ gồm có hai hadith inshallah. Chương này với tựa đề là cấm phụ nữ đi đường xa một mình. Hadith 978. Ông Abu Hurairah radhiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói: không được phép đối với phụ nữ có đức tin nơi Allah và đời sau hành trình một mình với khoảng cách của một ngày đêm đi đường, ngoại trừ có mahram của cô ta đi cùng. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Thì hadith này nó cung cấp cho chúng ta 4 điểm. Đầu tiên, nó đề cập đến một cuộc hành trình kéo dài là 24 giờ. Các học giả do đó nói rằng khoảng cách giới hạn thời gian chính là độ dài của quãng đường được gọi là hành trình. Một người phụ nữ không được phép đi đường với một chặng đường dài như vậy, trừ phi cô ấy có chồng hoặc là một mahram đi cùng. Mahram tức là những người mà, tức là gồm cha, anh em ruột, con trai ruột. Thứ hai là hajj là điều bắt buộc đối với một người phụ nữ, miễn là cô ấy không có vấn đề gì về nguồn tài chính. Tuy nhiên nếu một người phụ nữ không có chồng hoặc mahram, hajj không còn bắt buộc với cô ta nữa. Mặc dù vậy, cô ấy cũng có thể đi hajj với một nhóm phụ nữ hay cho bất kỳ một mục đích nào, tức là được phép đi hajj hay là đi cho mục đích nào đó, nhưng với điều kiện là với một nhóm phụ nữ. Thứ ba, thuật ngữ mahram, tức là ngoài chồng, áp dụng cho tất cả các anh em và người thân ruột thịt nam của cô ta mà cô ta không thể kết hôn. Thì những người này bao gồm là cha, con trai, anh trai, cháu trai, con rể và cha nuôi.
cô ấy không thể đi đường xa với bất kỳ ai ngoài bất kỳ ai trong số này. Thứ tư là khi đi ra ngoài thì cô ta nên mặc hijab, tức là áo mặc hijab, để không bị lộ phần cơ thể. Hơn nữa là cô ta không được sử dụng nước hoa. Phụ nữ dùng nước hoa ở nơi công cộng tương đương với hành vi gian dâm, và người khác cũng không nên nghe thấy tiếng len keng của đồ trang sức của cô ta. Hadith 979, ông Ibn Abbas radiyallahu anhu thuật lại rằng ông đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: La yakhluwanna rajulun bi imra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Một người đàn ông không được phép ở riêng với một người phụ nữ, và phụ nữ không được phép đi đường xa ngoại trừ có mahram của cô ta đi cùng. Một người đàn ông đứng dậy nói: Thưa thiên sứ của Allah, vợ tôi đã rời đi Hajj và tôi đã đăng ký tham chiến thế này. Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Idhab fa hujja ma'a imra'atik. Ngươi hãy đi Hajj với vợ của ngươi. Hadith do Bukhari và Muslim ghi lại. Bài học từ hadith. Thì hadith này cho chúng ta thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì phụ nữ cũng không được đi xa một mình. Sharia nghiêm cấm một cuộc gặp gỡ kiểu này giữa hai người khác giới. Ngay cả là khi không có gì đáng phản đối xảy ra, thì một người tinh nghịch có thể khai thác tình huống này và nói xấu họ về họ. Và các gia đình coi thường hijab cung cấp các trường hợp về mối quan hệ bất chính giữa một người đàn ông và một phụ nữ có liên quan đến nhau. Đến đây chúng ta đã xong phần tìm hiểu hadith Kitab Riyad As-Salihin. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta bởi Ngài là đấng hướng dẫn và soi sáng tốt nhất, ưu việt nhất. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala phù hộ chúng ta biết nhận thức và làm theo những gì chúng ta học và tiếp thu được. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala củng cố bước chân của chúng ta trên con đường sunnah của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.